ơi, mùa chám rồi, chỉ cho tụi em cách ngâm ớt với chám được không? Ok nhá. Đầu tiên là sẽ đun nước để luộc chám đã nhá. Dạo này trên Hà Giang tụi mình thì đang làm mùa chám rồi, nên là đi đâu cũng thấy mọi người bán chám nhiều. Chám ở trên tụi mình thì có hai loại, một loại là chám xanh trắng như thế này và một loại nữa là chám đen. Mùa này thì ở trên tụi mình thì rất nhiều loại củ quả có thể ngâm được. Ớt này thì hôm trước mình có ngâm mấy bình để cả nhà ăn quanh năm mà nó thơm giòn ngon. Giờ mình sẽ lấy có một ít ớt và một ít tỏi để ngâm cùng với quả chám này. Chám này để tách được hạt ra thì mình sẽ luộc cùng với một ít muối, khoảng 20 đến 30 phút rồi mình bỏ ra. Rồi sau đó là mình sẽ đi ngâm với nước đá nguội để cho nó được giòn. Quả chám thì rất dễ để nấu, kết hợp được với rất là nhiều loại thịt cá. Bình thường mỗi lần đi nhặt chám là mình hay mang theo một ít muối. Cứ nhặt được quả nào rơi đầu tiên là phải ăn trước đã. Chám có vị chát hơi chua chua, sau khi nhai thì có vị ngọt hậu trong miệng. Hôm nay ở Hà Giang thì cứ chiều tối là mưa tầm tã như này. Cái chòi này nhà mình cũng làm lâu rồi nên giờ đã bắt đầu bị rột. Đây mọi người ơi, bổ từ cái lúc mà trời đã còn đang sáng mà bây giờ trời đã mưa vừa tối xong lại còn sấm chớp nữa chứ. Bây giờ thì mình sẽ đi nấu nước ngâm nha. Từng này chám là hơn 1 cân, vậy nên là mình sẽ cho khoảng độ tầm 500ml nước mắm cùng với 250ml nước lọc, rồi sau đó là mình sẽ mang đun sôi lên. Đun sôi này thì liu riu nhỏ lửa, có bọt thì vớt ra. Tiếp đó là sẽ đổ ra để nguội bớt. Giờ là mình sẽ ngâm nhé mọi người nhá. Những miếng chám vàng ươm bình thường là mình cũng có thể ngâm cùng với muối để ăn cả năm được nha mọi người. Giờ cho vào lọ là cứ một lớp chám rồi là một lớp ớt tỏi. Đoạn này sẽ tùy vào từng khẩu vị của gia đình nha. Ai ăn cay được ít thì có thể cho bớt ớt. Nhà mình thì rất là thích ăn cay, thế nên là món nào ngâm thì cũng cho rất là nhiều ớt. Khúc này nước ngâm cũng đã bắt đầu nguội nguội rồi. Giờ thì sẽ cho nước ngâm vào mà khúc này đã thấy hấp dẫn lắm rồi ạ. Mưa gió vào vùng cuối cùng cũng đã xong. Và bây giờ sẽ đợi một tuần nữa là sẽ ăn được nha mọi người ơi. Thôi chỉ cho tụi em cách ngâm ớt kiểu vùng núi của chị đi. Ngon quá. Ok nha. Đầu tiên là phải nhặt ớt đã nha mọi người ơi. Quả ớt này thì ở trên tụi mình gọi là ớt thóc, quả bé xíu xíu như vậy thì sẽ rất là cay nha mọi người. Bình thường hàng ngày mà Olala hay nấu ăn hoặc ngâm đồ này đồ kia thì các bạn nước ngoài rất tò mò. Mà ăn ở vùng núi tụi mình thì đa số là các bạn cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Nên đôi lúc trong hành trình của các bạn chỉ lưu trú nhà Olala chỉ một đêm thôi. Nhưng cuối cùng thì có những bạn ở 4-5 ngày, có khi là cả tuần. Nhặt từng này ớt mà hết cả gần một buổi sáng rồi. Mặc dù là quả ớt nhỏ nhưng nhà mình vẫn thích là bứt cái cuống ra. Cũng có một số gia đình là mọi người cũng có thể ngâm luôn cả cuống được. Ớt ở trên mình thì cũng có rất là nhiều cách ngâm, có thể ngâm riêng cùng với muối hoặc với tỏi. Nhà mình thì rất thích cho một ít măng. Thế nên là sẽ đi bóc cây măng này nhá. Mùa này thì ở trên tụi mình cũng là giữa vụ măng rồi nên đi đâu cũng rất là nhiều măng. Cái củ này là củ măng mai. Nhà mình thì thích ngâm với măng mai nhưng nếu mọi người có măng che gai thì ngâm cũng rất ngon. Lấy về ấy là chưa bóc ấy là khoảng 2 cân rưỡi, nhưng mà bóc xong thì chắc giờ còn khoảng 2 cân. 2 cân hơn một xíu. Thì sẽ trần ớt qua nước sôi nhé mọi người. Cái công đoạn là trần ớt qua nước sôi và sau đó là ngâm vào nước đá. Nhà mình thì chưa làm cách này bao giờ nhưng hôm nay sẽ thử. Mình cũng có tham khảo thì thấy các anh chị đã làm rồi hay làm cách này. Để cho ớt sau khi ngâm có độ giòn và xanh. Sau khi ngâm qua nước đá khoảng 5 phút thì mình sẽ mang đi phơi để ráo. Trong lúc đợi ớt ráo thì Olala sẽ đi pha trà săn tuyết nhà Olala để hai anh chị người Bỉ này uống thử. Hai anh chị này thì cũng rất thích trà. Vậy nên khi nhìn thấy những phẩm trà săn tuyết cổ thụ Hà Giang của nhà Olala, sau khi uống thì mọi người rất ngỡ ngàng về cái hương và vị của trà săn tuyết. Vậy mày đói tìm đâu xa xôi, ngay trên chính mảnh đất mình đang sống cũng có rất nhiều thứ đôi lúc mọi người mong cũng khó để có được. Ớt cũng đã ráo rồi, giờ thì Olala sẽ đi thái một ít măng. Cả củ măng to như vậy thì mình sẽ không lấy hết mà chỉ lấy một phần nhỏ thôi. Giờ thì sẽ cho vào trong lọ nhá. Mình thì sẽ cho tỷ lệ là cứ 3-4 phần ớt thì mình sẽ cho một ít măng vào. Nước để cho vào trong cái ớt ngâm này thì mình sẽ cho muối nhé mọi người nhá, với cả cho mì chính. Cái này là nước đun sôi để nguội nha. Khoáng đều lên rồi sau đó là sẽ cho nước vào ngập ớt. Mình làm như này thì rất là đơn giản. Cái này thì có thể ăn cả năm nha mọi người nhá. Cái này là mình sẽ đợi khoảng một tuần là ăn được rồi. Cả nhà đợi kết quả nha. Ngoài ra Olala còn có rất nhiều đặc sản Hà Giang như trà san tuyết cổ thụ, mật ong bạc hà, tam thất bắc, nước tắm cô đặc, thảo dược sa bóp và còn rất rất nhiều đặc sản Hà Giang khác nữa. Cả nhà muốn thưởng thức thì hãy inbox hoặc comment ngay nha.